Xin chào ông Biên với bạn Kiệt nha. Hai con đang chơi gì vậy? Ê, các bạn ơi, nay bạn Kiệt nè có quy qua nguyên con khủng long sừng luôn. Rồi bạn Biên có con khủng long nữa hả? Rồi bây giờ bạn Biên với bạn Kiệt sẽ lấy khủng long này đi gấp mấy con vật nghe. Đâu con gì á? Đâu con gì cho các bạn xem với, con gì lạ dữ hả? Trời ơi các bạn ơi, một con gì vậy bạn Kiệt? À con cắt ké hả, màu trắng hả? Quá wow, con gì mà cái đầu nó xè ra kỳ dữ hả? Đâu con gì đó? Trời ơi các bạn ơi, một con thằng lằn màu xanh nè. Rồi bị khủng long cắn luôn, cắn vô. Rồi rớt rồi, chụp lỡ. Ê, rồi rớt rồi, lụm lên. Đâu? Còn đâu nữa không? Rồi lụm vô, bật vô, bấm. Rồi anh Kiệt lại trợ giúp đi. Bạn Biên làm rớt con khủng long rồi, quên làm rớt con cá ké rồi. Rồi đi tìm tiếp nha. Con gì hả? Ừ các bạn, con gì mà lạ dữ hả? Một con ốc nha. Wow, con ốc bự quá. Đâu? Đây nè các bạn ơi, một con ốc. Ốc này ốc mượn hồn hả? Ốc này là ốc dưới biển nha các bạn. Ốc này nó có càng luôn á. Rồi mình đi tìm nha. Mình đi lấy khủng long, mình đi săn tiếp. Còn con nào nữa không nha? Đâu? 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 Con gì vậy bạn Biên? Con gì vậy? Đâu con gì vậy? Ê các bạn ơi, bạn Biên gấp được một con cóc rồi nè. Ôi một con cóc gì lạ dữ vậy ta? Đâu bạn Kiệt, con kiếm gì vậy? Có chưa? Đâu? Wow trời, quy một bầy ếch luôn nè các bạn ơi. Cóc ếch quá trời luôn. Rồi trèo vô. Trèo vô bắt nha. Ôi lẹ lên. Bạn Biên lẹ lên, bạn Biên trèo vô. Đâu đây nè các bạn ơi, một con ếch, ếch đủ màu luôn. Trèo trèo lên. Ủa con này con ếch gì mà có hai con nòng nọc trên lưng nè? Ếch gì hả Biên? Ếch gì lạ dữ hả? Gấp không, gấp không tới hả? Ơi quá quá, gấp lên gấp lên. Rồi rồi rồi, rắn lên rắn lên rắn lên. Rồi rắn lên, trèo vô luôn, trèo vô luôn. Đây các bạn ơi, bạn Biên, bạn Biên đang chuẩn bị trèo vô gấp con cóc nha. Con cóc mà có hai cái lưng luôn, không biết con cóc hay là con ếch nữa. Wow, rồi hay quá, đưa cho các bạn xem với. Hay quá nè các bạn ơi, bạn Biên hay quá. Đâu còn nữa hả? Đây các bạn ơi, một con, còn một con kỳ nhông với con thằng lằn con màu cam nè. Rồi đem về nha, đem về nha. Đây một con cá kẹo màu xanh nữa nè. Rồi đem về mình coi mấy con này coi. Rồi mấy con này sau này lạ quá nè. Quá wow, đây nè các bạn ơi, bạn Biên với bạn Kiệt quà wow, lấy hai con khủng long đi cắn quá trời con vật luôn nè. Đây một con. Quà wow, con cóc này là con cóc bên nước ngoài á nha, không phải cóc Việt Nam đâu. Màu nó nè. Quà wow, con mắt nó dữ dữ hả? Trời ơi con cóc này màu gì à, bạn Kiệt? Con màu xanh. Màu xanh hả? Quà wow, con cóc này. Quà wow, con cóc này kêu được không? Quà wow, kêu được luôn. Ao con cóc có bằng pin cóc gì lạ dữ hả? Cóc gì mà quá trời đớm luôn hả? À? Con cóc này kêu được không? Đây các bạn ơi, con cóc này cóc Nam Mỹ hả? Phải không? Wow. Cóc này là ơi nó bị sức cây kèn ra rồi, kêu không có được. Hay một con đặc biệt nhất đây. Wow, một con ốc ma. Ba. Wow, con ốc này sừng ghê không? Ghê không? Wow. Đây một con thằng lằn này nó đột biến nè các bạn ơi, bông quá trời luôn. Nguyên một đống thằng lằn luôn. Đây con này lạ nhất nè. Con này con thằng lằn mà rắn hổ mang nè, xè cái mang là ghê chưa? Đây là một con kỳ nhông. Hai con kỳ nhông. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ship ra nghe. Ê! Rồi mình đi thi gấp nghe. Ơi quên nó con này nữa. Con này là con đây một con cóc mà có hai con nòng nọc trên lưng nè. Đó nó chở con đi chơi á mà bị bạn Biên bắt rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình ship mấy con thú ra hàng dọc cho bạn Biên với bạn Kiệt thi bắt nha. Ai mà bắt nhanh là được thưởng. Cái thưởng gì không? Biên con muốn thưởng gì Biên? Thưởng cho một cục kẹo nha. À, ok. Ok không? Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ là mỗi một người gấp một hàng một bên nha. Ai mà gấp trước hàng đó xong rồi chạy lên gấp con ốc này nè. Ai mà gấp được con ốc này là bắt đầu thắng nha. Rồi bây giờ chuẩn bị vô. Vô lại Biên ơi, vô. Thi gấp nha. Rồi ngồi xuống. Ngồi giống anh Kiệt á. Gấp từ dưới lên trên nha. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3 gấp. Lẹ lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên Biên ơi, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi trời ơi anh Kiệt thắng rồi. Có còn con kìa Biên ơi. Rồi con Biên làm rớt luôn rồi. Rồi lẹ lên còn con nữa nè. Còn con nữa nè, gấp vô. Còn con nữa. Đây các bạn ơi, tay bằng Biên nhỏ quá. Bằng Biên gấp không lại anh Kiệt rồi. Đây anh Kiệt gấp được con ốc rồi nha.
Ê các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nghe. Bye bye. Xin chào bạn Biên với bạn Kiệt nha. Hai con đang chơi gì vậy? Ê, các bạn ơi, nay bạn Kiệt nè có quy qua quy con khủng long sừng luôn. Rồi bạn Biên có con khủng long nữa hả? Rồi bây giờ bạn Biên với bạn Kiệt sẽ lấy khủng long này đi gấp mấy con giặt nha. Đâu con gì á? Đâu con gì cho các bạn xem với con gì lạ dữ hả? Trời ơi các bạn ơi, một con gì vậy bạn Kiệt? À con cắt ké hả, màu trắng hả? Wow, con gì mà cái đầu nó xè ra kỳ dữ hả? Đâu con gì đó? Trời ơi các bạn ơi, một con thằng lằn màu xanh nè. Rồi bị khủng long cắn luôn, cắn vô. Rồi rớt rồi, chụp lại. Ê, rồi rớt rồi, lụm lên. Đâu? Còn đâu nữa không? Rồi lụm vô, bập. Rồi anh Kiệt lại trợ giúp đi. Bạn Bi làm rớt con khủng long rồi, quên làm rớt con cá ké rồi. Rồi đi tìm tiếp nha. Con gì vậy? Ôi các bạn, con gì mà lạ dữ vậy? Một con ốc nha. Wow, con ốc bự quá. Đâu? Đây nè các bạn ơi, một con ốc. Ốc này ốc mượn hồn hả? Ốc này là ốc dưới biển nha các bạn. Ốc này nó có càng luôn á. Rồi mình đi tìm nha. Mình đi lấy khủng long mình đi săn tiếp rồi. Còn con nào nữa không nha? Đâu? Con gì vậy bạn Bin? Con gì vậy? Đâu con gì vậy? Ê các bạn ơi, bạn Bin gấp được một con cóc rồi nè. Ôi một con cóc gì lạ dữ vậy ta? Đâu bạn Kỳ, con kiếm gì vậy? Có chưa? Đâu? Wow, trời quy một bầy ếch luôn nè các bạn ơi. Cóc ếch quá trời luôn rồi, trèo vô bắt nha. Ôi lẹ lên. Bạn Bin trèo vô. Đâu đây nè các bạn ơi, một con ếch đủ màu luôn. Trời trèo lên. Ui con này con ếch gì mà có hai con nọc nọc trên lưng nè. Ếch gì hả Bin? Ếch gì lạ dữ hả? Gấp không tới hả? Ơi quá gấp lên. Rồi rắn lên. Rồi rắn lên, trèo vô luôn. Đây các bạn ơi, bạn Bin đang chuẩn bị trèo vô gấp con cóc nha. Con cóc mà có hai cái lưng luôn, không biết con cóc hay là con ếch nữa. Wow, rồi hay quá, đưa cho các bạn xem với. Hay quá nè các bạn ơi, bạn Bin hay quá. Đâu còn nữa hả? Đây các bạn, một con kỳ nhông với con thằng lằn, con cái màu cam nè. Rồi đem về nghe. Đây một con cá kẹo màu xanh nữa nè. Rồi đem về mình coi mấy con này coi. Rồi mấy con này sau này lạ quá nè. Wow, đây nè các bạn ơi, bạn Bin với bạn Kiệt quà lấy hai con khủng long đi cắn quá trời con giặc luôn nè. Đây một con. Wow, con cóc này là con cóc bên nước ngoài cái nha, không phải cóc Việt Nam đâu. Màu nó nè. Wow, con mắt nó dữ hả? Trời ơi, con cóc này màu gì à bạn Kiệt? Con cóc màu xanh rồi. Màu xanh hả? Wow, con cóc này. Wow, con cóc này kêu được không? Wow, kêu được luôn. Ao con cóc của bạn Bin cóc gì lạ dữ hả? Cóc gì mà quá trời đớm luôn hả? À? Con cóc này kêu được không? Đây các bạn ơi, con cóc này cóc Nam Mỹ hả? Phải không? Wow. Cóc này là ơi nó bị sứt cái kèn ra rồi, kêu không có được. Đây một con đặc biệt nhất đây. Wow, một con ốc ma. Ta. Wow, con ốc này sừng ghê không? Ghê không? Wow. Đây một con thằng lằn này nó đột biến nè các bạn ơi, bông quá trời luôn. Nguyên một đống thằng lằn luôn. Đây con này lạ nhất nè. Con này con thằng lằn mà rắn hổ mang nè, xè cái mang là ghê chưa? Đây là một con kỳ nhông. Hai con kỳ nhông luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ship ra nghe. Ê, rồi. Mình đi thi gấp nghe. Ơi quên nó con này nữa. Con này là con đây một con cóc mà có hai con nòng nọc trên lưng nè. Đó nó chở con đi chơi á mà bị bạn Bin bắt rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu mình ship mấy con thú ra hàng dọc cho bạn Bin với bạn Kiệt thi bắt nha. Ai mà bắt nhanh là được thưởng. Cái thưởng gì không? Bin có muốn thưởng gì Bin? Thưởng cho một cục kẹo nha. À, ok. Ok không? Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ là mỗi một người gấp một hàng một bên nha. Ai mà gấp trước hàng đó xong rồi chạy lên gấp con ốc này nè. Ai mà gấp được con ốc này là bắt đầu thắng nha. Rồi bây giờ chuẩn bị vô lại Bin ơi, vô. Thi gấp nha. Rồi ngồi xuống. Ngồi giống anh Kiệt á. Gấp từ dưới lên trên nha. Rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 gấp. Lẹ lên, nhanh lên. Bin ơi, nhanh lên. Rồi, trời ơi anh Kiệt thắng rồi.
con kìa Vin ơi. Rồi con Vin làm rớt luôn rồi. Rồi lẹ lên, còn con nữa nè, gấp vô. Còn con nữa. Đây, các bạn ơi, tay bằng Vin nhỏ của bằng Vin gấp không lại anh Kiệt rồi. Đây anh Kiệt gấp được con ốc rồi nha. Đấy các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.